Vâng, anh Sinh, đây, chào anh. Thôn Một Hà, Mòn Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Vâng. Tôi là cây vải, tôi trồng là năm nay 7 năm rồi. Vâng. Năm ngoái là năm thứ 6 có ra hoa được, mỗi cây được độ 20 cân. Vâng. Thế mà cái cách tôi nghe gọi là mạng là bỏ khoanh vỏ mới tưới sáo là tôi không biết là thời gian nào mà làm để nó cái chích ra hoa. Đến nay nó chưa ra hoa. Vâng. Thế nó muộn hay không là chuyên gia cho ý kiến để giúp đỡ chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh Sinh rất là nhiều. Xin hỏi lại bác Sinh là hàng năm bác bón phân như thế nào? Thì vừa rồi tôi mới sáo gốc, xong tôi rắc kali vào cho nó, xong tôi tưới cho nó, mà tôi đã phun thuốc kích thích ra hoa từ mua ở ngoài kia nhưng mà nó không thấy ra hoa gì. Cái đấy là do là bác thiếu dinh dưỡng, cây vải nhà bác là thiếu dinh dưỡng. Bác phải bón như này, tức là 60 kg phân chuồng ngoài mục cộng với 6 cân NPK. Ví dụ như là 20-20-18 hoặc là 10-10-8, rồi cộng với TE và NPK đó bác chia làm 4 lần. Lần thứ nhất là trước khi ra hoa khoảng 3-4 tuần. Lần thứ hai là sau khi đậu quả 3-4 tuần. Lần thứ ba là sau lần thứ hai 5-6 tuần. Và lần cuối cùng là trước khi thu hoạch 4 tuần. Nếu mà bác bón như thế thì mới ra hoa bình thường được. Và mới ra được nhiều hoa. Còn nếu mà bác chỉ bón như bác vừa nói đấy thì nó quá gọi là suy dinh dưỡng. Đấy, quy suy dinh dưỡng thì thậm chí là không những là quả ít mà có khi còn có năm được, có năm không. Người ta gọi là ra cách năm. Đấy, bác chỉ cần như thế thôi. Còn nếu mà bác mà có chăm sóc tốt hơn mà bác có chặt rễ thì nó cũng không có tác dụng rõ là bằng thực hiện đúng quy trình. Thế còn không thực hiện đúng quy trình mà bác lại chạm rễ thì cây nó càng tổn thương, cây nó càng yếu đi. Thì bác nhớ cho tôi đấy là cây của bác là quá suy dinh dưỡng. Vâng. Anh Sinh, anh còn quan tâm là về khoanh vỏ, thì có mình có khoanh vỏ đấy, vừa rồi tôi nói khoanh vỏ hay là chạm rễ đều như thế cả. Vâng. Rất là nguy hiểm. Tôi tin là anh Sinh ở Công Tum đã nghe được lời chuyên gia chúng tôi tư vấn. Vâng, tôi xin chúc anh thực hiện đúng như lời chuyên gia chúng tôi thì cây vải của anh tôi tin chắc là sẽ có thu hoạch tốt. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.